nó sẽ gặp cái hiện tượng là đất sẽ dễ xói mòn, và chúng ta sẽ tốn rất là nhiều cái công để chúng ta tưới nước. Và đặc biệt ở miền Tây và cả Tây Nguyên nữa, nó nếu mà nó rơi vào cái mùa gọi là hạn á, thì chúng ta lại không có nước để tưới. Khi đó cỏ lại phát huy cái tác dụng rất là nhiều ha bà con ha. Và đặc biệt cỏ là gì? Đặc biệt cỏ. Xin chào quý bà con của chúng ta, mình là Oanh, sáng lập kênh siêu thị cây giống. Như bà con đã biết thì khi đến với siêu thị cây giống thì bà con sẽ theo chân Oanh cùng với đội ngũ kỹ thuật của mình đi lang thang tới những cái khu vườn khắp nơi để có thể chăm sóc những khu vườn đó, giúp cho bà con có một cái khu vườn cây cối xanh tốt nhưng mà lại tiết kiệm được chi phí ngân sách đầu tư. Ngày hôm nay thì vô tình trên cái đường đi công tác, cũng đi chăm sóc sầu riêng, thì có một cái miếng vườn bên cạnh của một cái anh nông dân thì cũng khá là giỏi, và anh đang áp dụng mô hình giữ cỏ cho cây sầu riêng. Bà con thông cảm dùng quanh nha, trời hơi chập tối thì từ sáng giờ đi cũng khá là nhiều, và khi mà đến đây thì cũng đã tối muộn rồi nên là ánh sáng thì nó sẽ không có đủ, nên là bà con sẽ thấy là sao nó không đẹp lung linh như mỗi ngày nha bà con ha. Thì quay lại chủ đề của chúng ta là ở đây bà con có thể thấy là cái vườn này anh giữ cỏ rất là tốt, xung quanh toàn bộ là cỏ, và quanh cùng với anh Viễn và đội ngũ kỹ thuật đó là liên tục là gào thét là chúng ta phải giữ cỏ. Và cũng như nhiều video khác mà Oanh đã chia sẻ với bà con của chúng ta là nếu mà cái vườn không giữ cỏ ha, thì nó sẽ gặp cái hiện tượng là đất sẽ dễ xói mòn, và chúng ta sẽ tốn rất là nhiều cái công để chúng ta tưới nước. Và đặc biệt ở miền Tây và cả Tây Nguyên nữa, nó nếu mà nó rơi vào cái mùa gọi là hạn á, thì chúng ta lại không có nước để tưới. Khi đó cỏ lại phát huy cái tác dụng rất là nhiều ha bà con ha. Và đặc biệt cỏ là gì? Đặc biệt cỏ của chúng ta còn là một cái nguồn dinh dưỡng hữu cơ rất là quan trọng dành cho đất ha bà con ha. Vừa giúp giữ ẩm đất, vừa giúp là môi trường phát triển cho những cái cây, cho những cái con sinh vật có lợi, rất là tốt cho những con sinh vật có lợi, từ đó là giúp cho đất của chúng ta tơi xốp hơn, gọi là có nhiều dinh dưỡng hữu cơ hơn ha. Và đó là những người bạn đồng hành rất là tuyệt vời cho cái vườn cây của chúng ta, đặc biệt là vườn cây sầu riêng. Chứ cớ sao là chúng ta cứ lấy thuốc diệt cỏ chúng ta diệt nó miết, giống như là cắt đi tay chân của mình diệt đi những người bạn thân yêu của mình, đúng không quý bà con? Và mấy bà con thấy là khi vào mùa hè thì chúng ta giữ cỏ cho trễ để cho cỏ nó cỡ lên rậm rạp như thế này, đó là vào mùa hè. Nhưng nếu mà vào mùa đông, vào những cái mùa mưa, vào những cái mùa mà độ ẩm độ cao thì chúng ta cần phải làm gì? Tại vì bà con thường nghe thấy là ẩm độ cao thì có thể là ảnh hưởng tới cái gốc cây, thì nếu mà ẩm độ cao thì chúng ta cần phải làm gì ha bà con ha? Đấy. Dạ. Dạ ok. Khi mà đối với mà ẩm độ cao thì chúng ta sẽ khống chế cái phần cỏ, và chúng ta sẽ khống chế như thế nào? Trời. Nè, đây là những anh rất là lão làng trong ngành sầu riêng. Và bà con thấy cỏ mà Oanh gào thét liên tục, đây là cỏ trai mà lúc hồi xưa Oanh còn nhỏ là ba mẹ thường hay đi hái, hoặc là Oanh cùng với anh chị đi hái những cái cỏ trai, những cái đọt như thế này nè đó, về luộc ăn ha bà con ha, rất là ngon. Và bây giờ thì cỏ trai thì còn khá là ít, nhưng mà tự nhiên thấy cái này cái nhớ bồi hồi về tuổi thơ cực khổ của mình. Dạ, cỏ trai là một cái loại cỏ rất là tốt cho cái khu vườn của chúng ta. Nè bà con thấy cỏ trai nó mọc san sát như thế này. Tuy nhiên vào cái mùa mưa và vào những cái mùa mà ẩm độ cao thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ gọi là làm sạch cái bộ cỏ cùng một chút. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải chừa lại những cái gốc như thế này. Nè, bà con thấy không? Vẫn còn lại gốc như thế này để làm gì ạ? Để sau này cái cây, những cái cỏ trai này nó sẽ tiếp tục phát triển. Chúng ta sẽ làm sạch đi cái phần cỏ từ ở cái gốc cho phía bên ngoài. Còn những cái phần ở phía bên ngoài này chúng ta sẽ đỡ tốn công hơn, chúng ta sẽ sử dụng cái máy phát đó. Chúng ta sẽ phát làm cho cỏ nó nằm rạp ở dưới để tránh tích trữ cái lượng độ ẩm cao. Ha bà con ha. Đó thì đây là một cái khu vườn mà Oanh thấy nói về cỏ thì rất là thích thú, cỏ trai rất là nhiều. Nè bà con thấy nè, anh làm rất là sạch ha. Nhưng mà vẫn chừa lại những cái gốc như thế này để mà sau một cái mùa xuân đó, khi mà tới mùa hè đó thì cây nên nó cần, đất nó cần giữ ẩm đó, thì chúng ta sẽ giữ sậy cỏ sẽ giúp giữ ẩm rất là tốt. Bà con thấy không, khi mà chúng ta có cỏ nè, cái độ ẩm của đất rất là tốt
Mà nếu mà chúng ta có đi đâu khoảng một tuần mà chúng ta không tưới thì cây nó vẫn còn cái dinh dưỡng, vẫn còn cái nước để mà cây cây nó không bị khô, không bị héo, nó không bị thiếu nước. Còn nếu mà chúng ta không có cỏ nắng, nó sẽ chiếu trực tiếp vào trong lớp đất này, sẽ làm mất đi, bay hơi đi cái lượng nước có ở trong cái đất nè. Cái hàng như cỏ trai này nè, mình sẽ dùng máy phát cỏ mình phát hết cho nó nằm sắp xuống như thế này hai bà con ha. Rồi chúng ta sẽ bay qua cái mương này hai bà con ha. Ok, đây là một cái vườn sầu riêng mà Quanh thấy là nó rất là hiệu quả hai bà con ha. Chào anh. Ồ, nay cây ra cũng bông cũng nhiều rồi chứ. Dạ. Đợt này khó làm quá. Mưa mà. Mưa quá trời. Vậy là đạt lắm rồi. Được cái số cây. Dạ. Số wow. Cây quá trẻ phải cho vô chắc trước thịnh. Thịnh xuống vô sớm. Là cỡ rằm tháng giêng anh. Cái đợt này chắc cỡ rằm tháng giêng. Dạ, rằm tháng giêng là giá cũng ok lắm. Thì chắc này hiếm hàng tí vô nhưng mà nó ít. Dạ nhưng mà giá bán sẽ cao. Anh em đang bàn với nhau vụ mà sầu riêng nghịch vụ hả bà con ha. Thành công quá rồi, thành công rồi, một chùm với kim cương luôn mà. Bà con có một trái mà nghịch vụ là bán cỡ 300-400 bình thường. Cái này bông này mình có tỉa bông hay là mình chờ nó tái? Mới tỉa chứ. Tỉa bông ha. Mới tỉa rồi khi nó lên trái cỡ còn nó tay út bắt đầu cái mình lượt trái nữa. À lượt cho nó đủ nhị, nó còn rớt nữa, đủ nhị xong rồi nó rớt mới. Hay quá anh ơi. Cái này vào mùa hè là anh để cỏ rệp hết không Phong? Ừ, nhưng mà mình phát cũng cho nó khống chế cái chiều cao á. Cái này mình phải giữ cho cái mùa mưa, phải giữ cho cái gốc nó không dài nó bắt công chuyện nó. Phải phát cho nó. Dạ. Lui nó. Tức là mình ở trong này thì mình làm, còn ngoài thì nó ngoài phát ha anh ha, chứ không bị cái đốt vô cái rễ. Khi túng rễ gốc. Dạ. Bị đầy xước thì nó dễ bị nấm tấn công. Rồi thôi chúng ta cùng nhau tham quan một cái vườn gọi là rất là hiệu quả về việc trồng cỏ như thế. Cảm ơn anh nhiều nha anh. Ây dạ. Sập hố, sập hố. Dạ. Dạ. Cái này sẽ mương sẽ rảnh để nó thoát nước ra sao. Dạ. Bà con thấy là khi làm sầu riêng á thì nếu mà chúng ta biết cách làm thì chúng ta làm rất là đơn giản, cũng tiết kiệm được rất nhiều chi phí nhân sự trong việc tưới nước bằng cách giữ cỏ. Thì bà con ơi, bà con hãy giữ cỏ cho khu vườn nhà mình và giữ cỏ một cách khoa học và thông minh và tùy theo mùa. Ví dụ như mùa mưa á thì chúng ta sẽ làm cho nó rạp rạp xuống để nó hạn chế cái ẩm độ giữ lại. Và cái nếu mà mùa nắng thì chúng ta sẽ cho cỏ cao hơn một xíu để cỏ nó sẽ bắt đầu nó rậm rạp, là nó giữ lại được cái độ ẩm cho đất để chúng ta không có bị bốc hơi nước nhiều ha bà con ha. Thì đây là những cái gọi là lời tận đáy lòng mà Quanh cùng với anh Viễn và các kỹ thuật của bên siêu thị cây giống chia sẻ với bà con một lần nữa về vấn đề cỏ. Hãy để cho cỏ phát triển một cách tự nhiên, vì đó là bạn, không phải là thù. Nó không có cạnh tranh dinh dưỡng gì với cây sầu riêng của chúng ta cả ha bà con ha. Bà con đừng giết cả dẫn giết bạn của mình nha. Ok, xin phép được chào quý bà con. Bây giờ đi theo chân của anh Tý đi bằng cỏ tiếp. Cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại quý bà con trong những video hữu ích tiếp theo. Trên quá trình mà Quanh đi á thì có rất là nhiều các câu chuyện thú vị muốn chia sẻ với quý bà con của chúng ta. Chỉ cần quý bà con dành cho Quanh thêm ít phút nữa để Quanh có cơ hội được tâm tình với quý bà con nhiều hơn, thì chúng ta sẽ có nhiều câu chuyện để chia sẻ hơn với nhau trong cuộc sống với bà con ha. Rồi bây giờ Quanh xin phép chào thật sự và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video của Quanh để đội ngũ có nhiều động lực hơn nữa, thực hiện nhiều video hơn nữa bà con nhé. Bây giờ Quanh xin phép được chào và hẹn gặp lại. Đi luôn đi, ra khỏi màn hình luôn đi. Đuổi luôn cho nậu. Thường hay chia sẻ đến quý bà con những cái loại cây giống mới có giá trị kinh tế cao và năng suất cao. Bên cạnh đó thì siêu thị cây giống cũng đồng hành với khu vườn của quý bà con, chia sẻ những kỹ thuật thực tế, những cái loại phân tước gọi là hữu dụng nhưng mà tiết kiệm ngân sách và đặc biệt hiệu quả đối với khu vườn của quý bà con. Bà con cũng biết là cái gốc cái rễ là cái quan trọng nhất. Ngày hôm nay Quanh muốn bật mí một cái bí mật mà Quanh thấy rất là tuyệt vời về một cái loại sản phẩm dành riêng cho rễ. Đây là sản phẩm dinh dưỡng dành riêng cho rễ đến từ Hoa Kỳ, đó có
tên gọi là hu mít Hoa Kỳ ha bà con ha. Trước tiên thì Oanh muốn chia sẻ về công dụng của hu mít Hoa Kỳ. Bà con có thể thấy rõ ràng trên bao bì, đặc biệt đó là giải độc phèn, giải độc hữu cơ và ra rễ cực mạnh, chống nghẹt rễ, vọt đọt mạnh, bông dày và trái to. Với cái công thức rất là đặc biệt là 80% hữu cơ và 20% vi lượng, bổ sung các chất dinh dưỡng rồi là rất là cần thiết cho cây, giúp cho cái bộ rễ, cái dinh dưỡng của rễ, cái rễ của chúng ta đầy đủ chất dinh dưỡng. Và cây nào nó cũng cần hết nha bà con nha, cả cây ăn trái, cây kiển, cây lúa, cây gì nó cũng cần hết. Và khi mà cái rễ nó được kích thích mạnh như vậy sẽ giúp cho cái cây của chúng ta gọi là hút chất dinh dưỡng nhanh, năng suất cao, trái to, và đặc biệt là sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm rất là nhiều chi phí và ngân sách cho cái việc sử dụng phân thuốc các bà con ha. Đây là sản phẩm hu mít Hoa Kỳ, nó có hai cách sử dụng. Cách sử dụng thứ nhất là bà con sẽ trộn với lại phân gà hoặc là phân chuồng theo tỷ lệ là 100 kg phân và 1 kg hu mít Hoa Kỳ, chúng ta có thể rải đều xung quanh tán cây để làm phân. Và cách sử dụng thứ hai là chúng ta có thể pha với nước. Một bịch 1 kg như thế này chúng ta sẽ pha với lại 400 lít nước và chúng ta tưới được cho tới 200 gốc các bà con ha. Tưới xung quanh tán được 200 gốc sẽ giúp cho cái bộ rễ của chúng ta luôn luôn khỏe mạnh các bà con nhé. Đây là hai cách sử dụng của hu mít Hoa Kỳ và đây là hậu vệ. Và cái thứ hai mà Oanh muốn chia sẻ trong cái video ngày hôm nay đó chính là chai siêu vật đọt của nông nghiệp Hoa Kỳ. Chai siêu vật đọt này Oanh muốn chia sẻ về tác dụng của nó rất là thú vị ở chỗ là bung đọt cực nhanh, tức là cái đọt á, cái tược nó sẽ bung rất là nhanh ha bà con ha, nó bung đọt rất là nhanh như thế này đấy. Rồi cái nữa đó là nó sẽ giúp cho đánh thức cái mầm mà nó ngủ đông. Nhiều bà con chia sẻ với Oanh là cây trồng về nó cứ ngủ hoài, nó không chịu ra mầm, thì cái chai siêu vật đọt này nó có một cái chức năng đặc biệt là đánh thức mầm ngủ. Đã ngủ rồi và chúng ta phải đánh thức dậy. Và cái nữa là khi mà đó là những cái cành già rồi, nó sẽ giúp những cái cành già đó là phun đọt, ra đọt cực mạnh ở trên cành già. Và với cái công thức rất là đặc biệt và được chế tạo ở dạng gọi là phân tử nano dinh dưỡng, khi mà chúng ta phun ở trên bề mặt lá nó sẽ thấm rất là nhanh vào ở trong bề mặt lá, xen lõi qua các cái tế bào lá, thấm vào bên trong giúp cho cây như chúng ta gọi là tược nó ra rất là nhanh và tược rất là mập nhé bà con nhé. Và cách sử dụng của siêu vật đọt là chúng ta sẽ pha, nếu mà bình quải 16 lít chúng ta sẽ pha đó là 20 đến 25cc cho một cái bình 16 lít xịt vào buổi sáng hoặc buổi chiều. Nếu mà sử dụng cho hệ thống phun tưới tự động thì chúng ta sẽ pha một chai 500ml này với 2 phi nước và chúng ta sẽ xịt được cho là 200 gốc rất là hiệu quả. Và chúng ta sẽ xịt phun đều ở trên lá và nhớ là chúng ta chỉ xịt vào buổi sáng hoặc là buổi chiều thôi, chúng ta không xịt vào buổi trưa nhé. Cái phần mà chòi tược này nó rất quan trọng, giúp cho tạo tán cây nó nhanh và vì thế thì cây nó sẽ nhanh ra hoa kết quả, giúp cho chúng ta là sớm thu hoạch được trái và nhanh tiền vào trong túi, đúng không ạ? Thì cái bộ đôi sản phẩm hu mít Hoa Kỳ và siêu vật đọt gọi là kích ở dưới vọt ở trên, nó sẽ giúp cho cây của chúng ta sẽ phát triển mạnh, xanh đẹp, tàn đều đẹp, lá rất là dày, chòi tược gọi là bung tung té luôn. Đó là cái kết quả mà Oanh đã nhận được rất là nhiều và phản hồi rất là tích cực từ những cái nhà vườn đang sử dụng những sản phẩm của bên siêu vật đọt và hu mít Hoa Kỳ. Trăm hay không bằng một thấy, một lần sử dụng còn nhiều hơn 100 lần nói. Thì bây giờ Oanh mời bà con chúng ta cùng nhau trải nghiệm thử bộ đôi sản phẩm siêu vật đọt và hu mít Hoa Kỳ, một tiền vệ và hậu vệ chính yếu cho cái cây của chúng ta, để trải nghiệm và cùng nhau bàn luận về kết quả nhé bà con nhé.